Nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho chị em phụ nữ trên địa bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức ngày hội Vũ điệu tháng 10, mở đầu cho các hoạt động thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Tại ngày hội, bên cạnh việc ôn lại truyền thống của Hội Phụ nữ Việt Nam qua 92 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tổ chức ra mắt câu lạc bộ dân vũ thể thao Mỹ An nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giúp nâng cao đời sống tinh thần cho chị em phụ nữ trên địa bàn, đồng thời tri ân 11 chi hội trưởng đương nhiệm có thời gian công tác trên 10 năm. Với mong muốn là đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về truyền thống, lịch sử và văn hóa và cách mạng của dân tộc cũng như của địa phương, và đồng thời cũng mong muốn tạo một cái sân chơi cho chị em được học hỏi, được chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Cũng dịp này, các hội viên phụ nữ phường Mỹ An còn được giao lưu cùng các thành viên của hai câu lạc bộ vũ điệu thể thao đến từ hai phường Hòa Quý và phường Khuê Mỹ qua những điệu nhảy, vũ điệu dân vũ yêu thích. Qua đó cùng nhau thể hiện niềm đam mê với bộ môn thể thao dân vũ, giúp tăng cường sức khỏe và sự gắn kết yêu thương. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình và để đưa cái câu lạc bộ ngày càng lớn mạnh đi lên và lan tỏa hết tất cả để tạo thêm niềm vui và sức khỏe cho tất cả những người phụ nữ. Với phương châm sẽ luôn sống hết mình, biết yêu những gì mình đang có, hoàn thiện những gì mình chưa có, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ An mong muốn qua ngày hội Vũ điệu tháng 10 giúp các hội viên tiếp tục khẳng định mình trong cuộc sống bằng lòng chân thành, vị tha, thủy chung, trí tuệ và yêu thương.